Xin chào quý vị và các bạn. Miền Bắc đang trong những ngày giữa tháng 3, tháng giao mùa nên thời tiết cũng có nhiều biến động. Sau 2 ngày khô ráo và nhiệt độ tăng dần vừa qua thì đến hôm nay 14 tháng 3, trời lại chuyển nhiều mây và có mưa rải rác. Nguyên nhân là do Bắc Bộ chịu ảnh hưởng của không khí lạnh phía Bắc tràn về từ đêm qua và kéo dài đến hôm nay. Bắc Bộ nhiều mây và có mưa, tập trung nhiều ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ. Diện mưa phân bố không đều, kết thúc nhanh và lượng mưa không lớn. Nhưng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh gây nguy hiểm. Do tác động của không khí lạnh và mưa ngắt quãng trong ngày nên nhiệt độ trong ngày hôm nay sẽ giảm so với những ngày qua. Cao nhất tại các tỉnh phía Đông Bắc Bộ phổ biến ở dưới mức 25 độ. Riêng khu vực Tây Bắc do ít mưa nên nhiệt độ cao hơn, trong khoảng từ 25 đến 28 độ, có nơi cao hơn. Tương tự như các tỉnh Đông Bắc Bộ trong ngày nghỉ cuối tuần, tại khu vực phía Bắc đèo Hải Vân, từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, chịu ảnh hưởng của đới gió Đông Bắc kết hợp với điều kiện địa hình nên trời có mưa rào và dông. Trong mưa dông có thể kèm theo lốc sét và gió giật. Tuy nhiên, do không khí lạnh hoạt động không mạnh nên cường độ mưa không lớn, phổ biến dưới 20mm trong vòng 24 giờ. Trời nhiều mây và có mưa rải rác sẽ làm cho nhiệt độ khu vực giảm, tình trạng oi nóng như những ngày vừa qua chấm dứt hoàn toàn. Nhiệt độ cao nhất trưa chiều nay phổ biến từ 24 cho tới 27 độ, một số nơi có thể lên trên 28 đến 29 độ ở phía nam của khu vực. Với các tỉnh từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận, thời tiết không có nhiều thay đổi do ít chịu tác động của không khí lạnh cuối mùa. Trời vẫn có nắng và nhiệt độ chỉ giảm nhẹ với mức nhiệt cao nhất trưa chiều vào khoảng từ 29 đến 32 độ. Cá biệt vẫn có nơi trên 32 độ do yếu tố địa hình. Trái ngược với sự thay đổi liên tục của trạng thái thời tiết ở các tỉnh phía Bắc, tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ đang trong thời kỳ cao điểm của mùa khô nên thời tiết vẫn ổn định, với trạng thái nắng nhiều và độ ẩm không khí thấp vào trưa chiều. Tình trạng hạn mặn và nguy cơ cháy nổ tiếp tục ở mức cao, vì vậy người dân cần chú ý sử dụng tiết kiệm điện nước để giảm thiểu tối đa thiệt hại do thời tiết bất lợi gây ra. Nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay ở khu vực Tây Nguyên duy trì ở mức cao từ 31 cho tới 34 độ, có nơi là trên 35 độ. Còn ở khu vực Nam Bộ thì nắng nóng vẫn duy trì khi nhiệt độ 35 đến 37 độ vẫn xuất hiện nhiều nơi ở các tỉnh miền Đông Nam Bộ. Còn ở khu vực phía Tây thì nhiệt độ phổ biến từ 32 cho tới 34 độ, một vài nơi ở mức 35 độ đạt ngưỡng nắng nóng. Chuyển sang những thông tin thời tiết biển, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ở Vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông, gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh dần lên mức cấp 5, có lúc là cấp 6, giật trên cấp 6, biển động. Các nơi khác trên Biển Đông, bao gồm huyện đảo Hoàng Sa và Trường Sa, gió có cường độ trung bình. Như vậy, trong ngày nghỉ cuối tuần do ảnh hưởng của không khí lạnh, các tỉnh miền Bắc chuyển nhiều mây, có mưa rải rác và nhiệt độ giảm dần. Trung Bộ cũng có mưa ở các tỉnh phía Bắc đèo Hải Vân, còn Tây Nguyên và Nam Bộ phổ biến nắng nhiều, nắng nóng xuất hiện trên diện rộng ở miền Đông Nam Bộ. Thưa quý vị và các bạn, dự báo trong ngày hôm nay 14 tháng 3, do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ trời nhiều mây, âm u và có mưa, tuy nhiên diện mưa phân bố không đều, kết thúc nhanh và lượng mưa không lớn, nhưng mưa có thể xảy ra ở bất kỳ thời điểm nào trong ngày. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh gây nguy hiểm. Nhiệt độ trong ngày hôm nay dao động trong khoảng từ 18 đến 24 độ, đêm và sáng trời rét nhẹ. Khu vực phía Tây Bắc Bộ thời tiết ít mưa, nhiệt độ ban ngày vẫn tăng cao vào khoảng từ 27 đến 30 độ, có nơi cao hơn. Trong ngày hôm nay, giống như các tỉnh Bắc Bộ, khu vực miền Trung cũng sẽ chịu ảnh hưởng của hệ thống không khí lạnh. Vì vậy mà với khu vực từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế, khả năng sẽ có mưa rào và dông trong ngày. Trong mưa dông, người dân địa phương cần đề phòng các hiện tượng như là lốc sét hay là gió giật mạnh. Tuy nhiên, mức độ mưa không nhiều, chỉ khoảng từ 5 đến 20mm trong vòng 24 giờ. Trời nhiều mây và có mưa sẽ làm cho nhiệt độ khu vực giảm. Nhiệt độ cao nhất ngày vào khoảng từ 24 đến 27 độ, một số nơi có thể lên 28 đến 29 độ. Phần còn lại, các tỉnh từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận, ít mưa, nhiệt độ ở đây cũng chỉ giảm nhẹ một chút. Cao nhất ngày vào khoảng từ 30 cho tới 33 độ. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ đang trong thời kỳ cao điểm của mùa khô nên thời tiết vẫn ổn định, với trạng thái nắng nhiều và độ ẩm không khí thấp vào trưa chiều. Nhiệt độ cao nhất trong ngày ở khu vực Tây Nguyên duy trì ở mức cao từ 31 đến 34 độ. Còn ở khu vực Nam Bộ, nắng nóng vẫn duy trì khi nhiệt độ từ 35 đến 37 độ vẫn xuất hiện nhiều nơi ở các tỉnh miền Đông. Còn với khu vực miền Tây thì nhiệt độ trong khoảng là từ 32 cho tới là 35 độ, một vài nơi đạt ngưỡng 35 độ.
Cụ thể, ngày hôm nay, thời tiết trên các đô thị lớn được dự báo như sau. Trong sáng nay, thời tiết Hà Nội nhiều mây, âm u, khả năng xuất hiện mưa nhưng lượng không nhiều. Nhiệt độ buổi sáng vào khoảng từ 19 đến 21 độ. Đến thời điểm trưa và chiều trời hửng nắng hơn nhưng nhiệt độ cũng không tăng lên nhiều. Cao nhất vào khoảng là 23 độ, ngưỡng nhiệt độ tương đối vừa phải. Mặc dù trời không có nắng đẹp, tuy nhiên mưa cũng không nhiều nên ít ảnh hưởng đến hoạt động ngoài trời của người dân cũng như là du khách. Thành phố Hải Phòng, thời tiết tương đối giống với thủ đô Hà Nội, với vị trí nằm sát với biển, lượng ẩm dồi dào hơn, vì vậy mây tương đối dày, ngăn cản bức xạ mặt trời. Buổi sáng có mưa nhỏ một chút, kiểu thời tiết mây âm u, nhiều mây kéo dài đến lúc giữa trưa. Sang đến đầu giờ chiều thì mây giảm bớt, trời hửng hơn, nên nhiệt độ sẽ tăng lên mức khoảng 23 cho tới 24 độ. Đây cũng là một mức nhiệt khá lý tưởng cho các hoạt động thường nhật của người dân trong ngày cuối tuần. Đến với thành phố biển Đà Nẵng, dự báo trong ngày hôm nay ở đây tiếp tục duy trì thời tiết tạnh giáo và có nắng vào ban ngày. Nhưng nhiệt độ trong ngày hôm nay sẽ giảm nhẹ, trời cũng nhiều mây hơn. Nhiệt độ trưa chiều vào khoảng từ 29 đến 30 độ. Chiều tối và đêm nhiệt độ nhanh chóng hạ xuống ngưỡng từ 23 cho tới 24 độ, cộng thêm với những luồng gió biển liên tục thổi vào khiến cho độ ẩm ở nơi đây khá cao trong thời điểm này. Thời tiết mát mẻ, dễ chịu tiếp tục thuận lợi cho các hoạt động dân sinh. Tuy nhiên, với diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, thì quý vị vẫn nên hạn chế đến những nơi đông người và tuân thủ những khuyến cáo từ Bộ Y tế. Thành phố Đà Lạt trong ngày hôm nay cũng vẫn ở trạng thái ôn hòa, trời tạnh giáo, không mưa, ban ngày cường độ nắng vừa phải, vào khoảng 25 đến 26 độ. Nhưng về đêm nhiệt độ tương đối thấp vào khoảng 12 đến 14 độ, có lẽ trạng thái thời tiết này không có gì xa lạ với người dân địa phương. Nhưng khách du lịch cần lưu ý nhiệt độ hạ thấp ban đêm để có phương án bảo vệ sức khỏe. Thời tiết không mưa còn tiếp tục kéo dài nhiều ngày nên bà con cũng nên có biện pháp sử dụng tiết kiệm và hiệu quả nguồn nước và điện. Với thành phố Hồ Chí Minh, trong ngày hôm nay trời vẫn tiếp tục có nắng nhiều và khá nóng bức vào ban ngày, với nhiệt độ cao nhất có thể tăng lên ngưỡng 35 đến 36 độ. Độ ẩm ban trưa giảm thấp chỉ từ là 64 đến 85% nên sẽ càng tăng thêm cảm giác khô nóng. Khi lưu thông vào thời điểm ban trưa từ 11 giờ trưa đến 3 giờ chiều thì các vật dụng tránh nắng như là kính râm, khẩu trang là không thể thiếu. Ngoài ra, quý vị cũng nên bổ sung đầy đủ lượng nước cần thiết cho cơ thể. Thành phố Cần Thơ trong ngày hôm nay trời cũng khá nóng bức với nhiệt độ ban trưa sấp xỉ ở ngưỡng nắng nóng 35 độ nên sẽ ảnh hưởng phần nào đến các hoạt động lưu thông cũng như sản xuất ngoài trời về trưa chiều. Do vậy, ngoài việc uống đủ nước thì bà con có thể bổ sung thêm nước trái cây hay là các loại hoa quả tươi để bổ sung vitamin tăng cường sức đề kháng cho cơ thể. Về đêm, nhiệt độ sẽ giảm dần xuống ngưỡng 25 đến 26 độ, tiết trời mát mẻ hơn.